Hôm nay là tháng 7 ngày 20. Cô ở đây là tên tiếng gì cô? Hồng gì? Hồng Diễm. Hồng Diễm. Có hỏi thầy cho con. Tại đây là cô hai cái bán mà hai cái món mà đặc sản ở đây là cô làm món gì? Cơm. Dạ, cơm cơm heo quay. Hả? Nước lèo. Rồi, hôm nay cháu là tên Dũng nha. Cháu ăn cái bún lèo thì còn ngon. Và thấy cái cơm quay có hấp dẫn nữa. Dạ. Cháu là thường xuyên là quay phim mà đã trên YouTube á, đã có tới 1.500.000 người coi á, thì cháu là mong cái cái phim này cho mấy người coi là cháu cái bán này ăn. Dạ. Rồi là nói lại là cho mấy người ta biết là bán này thì ngon lắm. Dạ. Cháu là bên Sài Gòn lên đây mà gốc là bên Mỹ. Dạ. Mới về Việt Nam được 15 ngày rồi. Dạ. Cái tên đó là Hồng gì? Hồng Diễm là cái người đó là ai? Em. Cô là cô Hồng Diễm hả? Dạ. À, họ gì? Họ Trang. Họ Trang. Ồ vậy đúng rồi. Ở đây là họ Từ. À. Rồi ở đây là cô mở cái quán này bao lâu rồi? Mở cái này cũng 8 năm. 5 năm. Rồi cô ở đây luôn hả? Ở đây luôn. À. Rồi cái món này là món của cô học hay là gia đình cô nấu thường xuyên hay là? Tại vì em là người Việt rồi có gia đình là bên chồng là người Khmer. Cái món này là đặc sản của người Khmer. Ồ. Vậy con có học tiếng Khmer không? À, chỉ biết nói nhưng mà không biết viết chữ. À. Biết nói không biết viết chữ. Cái người chồng mới là Khmer hả? Dạ. À. Hay quá, hay quá. Rồi cô có mấy đứa con? Hai. Hai, một đứa con gái. Còn một bé lớn đang học đại học trên Sài Gòn. À. Rồi. Dạ. Chỗ là chủ tiệm đây. Chồng là người Khmer. Rồi, cảm ơn con. Yeah. Ăn ngon lắm. So how's the food taste? Good. Good. Ngon quá. Ngon quá. Ngon. Ngon quá. Rồi. Đây chào gia đình. Hồng Diễm. That's the owner. Bún nước lèo. Kết. Ở đây có cái gì mà có địa chỉ không? Dạ, có địa chỉ là. Có cái thơ gì mà có địa chỉ có. Viết ra được không? Được. Miễn sao mà có cái địa chỉ mà ai muốn kiếm được á, mà lên bấm vô Google Map á là ta kiếm được. Tại cái bảng là như đó. Cái bảng nó không có cái đường nữa. Dạ. Mấy cái chữ hết mấy kia là địa chỉ. Dạ. One second. Đại kém gì. Rồi từ từ. Ăn rồi mua về không đó. I want the address. Oh. Yeah. À. Rồi. Anh này là ảnh là đẻ ở nước Mỹ, anh nói tiếng Mỹ mà gốc á, gốc là người Miên. Vậy đó hả? Người Miên. Bây giờ mình nhớ tiếng Miên không? Can you speak a little Miên? Nói được chút xíu. A lot. Cái này là mình ghi sao mà? Cái viết là cái tên tiệm với cái đường với cái thành phố. Yeah. Cái tên tiệm thì chắc có mà cái địa chỉ thì quan trọng. Mình ghi từ đầu đến cuối luôn. Hôm nay là cái anh đó là bắt tài xế là anh Tân á. Anh trên đường anh giới thiệu lại tiệm này á. Ảnh chạy ngang tiếng này là ảnh ghé vô ủng hộ anh em. Ồ vậy hả? Rồi. Vậy mong là cái phim này của cô Dũng mình cũng ủng hộ tiếp nữa. Dạ. Mình ăn cái gì ngon thì mình mong là giới thiệu cho người khác. Dạ. Con gái viết chữ đẹp quá luôn á nha. Với lớp 10 rồi. Mấy này không đẹp bằng bé học đại học ở Sài Gòn, chữ đẹp hơn. Ồ oh, vậy hả? Nhỏ kia viết chữ đẹp hơn hả? À. Nhỏ kia nhỏ con hơn nhỏ. Dạ. À, rồi. Xong rồi ha. Có để cho quýt gì không? Rồi, cái này là cái. Rồi, chị đọc ra cho em hiểu coi. Bún nước lèo Hồng Diễm. Hả? Số nhà đó, số 116, nhà 116 quốc lộ 1A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Rồi. Công phận chỗ. Rồi xong. Đâu, có số điện thoại không? Có. Viết xuống luôn. Ghi số điện thoại luôn. Rồi. Rồi. Cái này của anh kênh YouTube của anh là tên gì? Cái gì? Rồi em đưa 0359228 hả?
28 mấy gì nữa? 284 4070. Rồi mở thứ bảy giống như mấy giờ mở, mấy giờ đóng cửa, đúng giờ mở cửa? Em hả? Là sáng 5 giờ là tới 9 giờ tối đóng cửa. Sáng 5 giờ sáng là tới 5 giờ sáng chứ gì tới và nguyên tầng luôn hả? Dạ, không có ngày nào. Rồi, ok, cảm ơn. Risk your life out.